Còn đây là chiếc Nokia X. Thì các bạn thấy là cái X và cái X cộng nó không khác nhau gì hết từ bên ngoài đến bên trong, chỉ trừ một điểm duy nhất thôi, đó là cái RAM của X cộng nó là 768, trong khi của X là 512. Đâm ra mình sẽ cần giới thiệu một con thôi. Thì các bạn thấy là X nó có cái màn hình 4 inch, độ phân giải 480x800. Độ phân giải đó trên cái màn hình diện tích như vậy là cũng được rồi. Màn hình IPS luôn, nhìn cũng đẹp và khá là mịn. Và chúng ta cũng có cái thiết kế của X tương tự như là XL. Ở cạnh trái thì cũng vuông vức, không có trang bị phím gì cả và khá là sắc cạnh. Ở cạnh phải thì chúng ta cũng có nút khóa mở màn hình cũng như nút tăng giảm âm lượng. Ở phía dưới thì chúng ta có cổng micro USB tạo đang cắm ở đây. Còn ở trên đỉnh thì cái lỗ cắm tai nghe 3.5 được lệch sang bên phải thay vì để ở dưới như lúc nãy. Ở phía sau thì chúng ta thấy là sự khác biệt rõ ràng là cái camera này nó không có đèn flash và nó cũng là cái camera fixed focus, tức là nó chỉ lấy nét ở một chỗ thôi. Cái lợi điểm của camera này nó chụp rất là nhanh bởi vì nó không cần focus, nhưng mà cái yếu điểm là nó sẽ nét toàn giải. Và ở dưới đây chúng ta có một cái loa thoại. Thì rõ ràng là khi các bạn cầm trên tay thì cái Nokia X này nó giống những cái Asa của Nokia hơn. Và nó cũng giống như cái XL, các bạn thấy là một cục nhựa nguyên khối và những cái thành phần của máy được bỏ vào trong rồi sau đó họ đẩy cái màn hình lại. Và đây là cái hệ điều hành của nó. Mình sẽ đi sâu một chút xíu. Chúng ta có một cái phần như vậy dưới màn hình, nó chứa cái nút có thể gọi là nút back home gì đó của X-Series, bởi vì nó có hai chức năng. Chúng ta bấm một phát thì nó phải back, còn chúng ta bấm lâu thì nó ra home. Còn chúng ta bấm qua lại như vậy để nó chuyển đổi giữa hai cái màn hình, một là màn hình chính và một là màn hình fast lane. Phía trên chúng ta có một cái loa đàm thoại và chiếc Nokia. Các bạn lưu ý là dòng X và dòng X cộng không có cái camera phía trước, trong khi XL thì có đó. Và bây giờ mình sẽ đi sâu qua một chút xíu về cái giao diện cũng như cái cách chúng ta thao tác trên nó để các bạn có thể hình dung ra. Mình đã từng nói cái này rồi nhưng mình muốn nói thêm để các bạn biết. Đây là cái màn hình chính của nó gồm cái màn hình này. Thì màn hình này nó giống như là cái ví dụ như cái iPhone vậy, tức là nó không có cái app RAW như là Android và nó chỉ có một màn hình thôi. Đó, và chúng ta để tất cả những cái app và tất cả những gì chúng ta cài lên đây. Ở đây chúng ta có thể tạo được những cái folder để chứa nó. Và một điểm mà nó khá giống ở những cái Windows Phone Lumia, đó là chúng ta có thể thay đổi kích thước của những cái icon của những cái type. Mình nghĩ đây là chúng ta gọi là icon được, gallery cũng vậy. Chúng ta cho to lên thì nó hiện cái hình bên trong ra khá là ấn tượng đó. Và chúng ta cũng có thể di chuyển qua lại giữa những cái type này như thế này, tương tự như là với lại cái Lumia. Và khi gạt qua bên trái thì chúng ta thấy là nó là cái fast lane, tức là cái lane nhanh. Ở đây chúng ta thấy là máy nó lưu lại tất cả những cái thao tác của chúng ta trên cái máy trong thời gian gần đây. Mình không rõ là nó lưu đến bao giờ nữa. Và kể cả những cái notification như là cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, email gì đó nó sẽ đẩy vào đây luôn. Khá là hay. Mình nghĩ đó là một cái lựa chọn hay, chứ chỉ gạt qua là tới ngay, rất là nhanh. Mà gạt qua như vậy để thấy notification thì nhanh hơn là gạt từ trên xuống. Ví dụ cái máy này nhỏ thì các bạn dễ gạt, nhưng cái máy lớn thì các bạn rất khó gạt từ trên xuống nếu dùng một tay. Và các bạn có thể gạt từ trên xuống để xem những cái điều chỉnh, hầu hết là về setting thôi. Chúng ta tắt mở Bluetooth ngay tại đây, không cần phải đi vào trong. Tắt mở Wi-Fi ngay tại đây, âm thanh cũng vậy. Và nếu mà các bạn muốn tùy chỉnh nhiều thì các bạn có thể bấm vào cái icon bánh xe này. Và cái điện thoại này nó có hai SIM, các bạn có thể dễ dàng chuyển qua một SIM, SIM 1, SIM 2 ở đây luôn.